Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, vùng miền Bắc có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và cả nước, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa lâu đời và bản sắc, nơi được biết tới là chiến khu cách mạng, gió ngàn hào hùng lịch sử. Trong những năm qua, diện mạo kinh tế xã hội các tỉnh vùng Việt Bắc đã có nhiều khởi sắc, trong đó du lịch dịch vụ ngày càng phát triển và đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến và là cầu nối quan trọng trong liên kết vùng, khu vực và quốc tế. Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội năm 2022 sẽ mang hình ảnh núi rừng, con người Việt Bắc đến gần hơn với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước, đồng thời thể hiện quyết tâm của các tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, sự kiện cũng là lời mời chào tha thiết du khách đến với Việt Bắc qua các con đường di sản, địa danh nổi tiếng và đặc biệt là bản sắc văn hóa đa dạng, tâm hồn nồng hậu, hiếu khách, nghĩa tình của đồng bào nhân dân các dân tộc vùng cao. Năm 2022 là năm thứ 13 chương trình du lịch qua miền di sản Việt Bắc được tổ chức. Đây đồng thời là sự kiện lần đầu tiên do các tỉnh Việt Bắc phối hợp tổ chức ngoài khu vực nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch vùng Việt Bắc thông qua tổ chức sự kiện chung, gắn kết, lồng ghép với các chuỗi sự kiện của các địa phương.